Mấy anh em hãy bị ngã phá tôi giảng chính quy kỹ rồi. Đã lượt quá. Có giảng bữa bên chính quy bữa thứ ba, bữa thứ sáu vừa rồi. Cuối khó là tất nhiên là phải khó hơn á. Chắc chắn là nghĩa khó thì cho vốn là thôi. Học mà không có người rồi cũng buồn. Đi học gì thế này rồi gì đó. Để cương dễ đó mẹ. Cái học cái thi đó cho tôi mệt quá. Rồi chúng ta biết á, sáu đời trần. Tức là cuối thế kỷ thứ 14. Bắt đầu chúng ta thấy là vương triều, nhà trần cũng suy yếu. Rồi là lý do là các vị vua sao, tức là con cháu nhà Trần á, cũng bắt đầu ỷ lại cho ông mình và cũng thừa hưởng và không chịu nỗ lực thừa kế, để rồi bắt đầu rơi vào con đường cùng lặp lại, đó là ăn chơi xa đọa, ít lo việc nước, cứ nghe lời theo nình thân, bày bộ chuyện này chuyện kia để trục lời, để hưởng lời và theo ý đồ những cá nhân từng nhóm. Vua thì còn nhỏ và chúng ta thấy quyền lực nó tàn mát, hắn còn tập trung chuyên chế nữa và dẫn đến sự suy vong. Và chúng ta thấy trong cái đạo Phật giáo, Lý Trần, Đế Trần cũng dựa vào sự bảo hộ của hoàng gia, và chúng ta thấy đây là một nguy cơ để cho Phật giáo suy yếu. Chúng ta thấy là nhất là tổ thứ ba là Ngài Huyền Quang. Chúng ta thấy là Ngài đã bỏ dạ từ không trụ trì một chùa nào ở dưới hoàng cung hết. Ngài lên núi Yên Tử. Và Ngài ở trên đỉnh núi, chùa Ngài là chùa cửa không, là không có cửa, cao thấu tầng tầng mây. Ngài làm 17 thơ mà vì đọc Vinh Yên Tử Sơn Ám Cư, và về mà vì biết Phật giáo đi về đâu là bài đó. Ngài làm, Ngài nói rằng là Ngài lên trên chùa trên đỉnh núi á, dựa vào vách đá làm một cái chùa, làm một cái thất á, tầng phải làm nè. Ngài ở, Ngài nói chùa Ngài là cao thấu tầng tầng mấy Ngài tạ rồi, cửa thì cửa không, tức là không có cửa đó, không cửa không, và một cái đơn thôi, sang thiên kính một quyển đó. Trong cái thất của Ngài là chỉ có một cái đơn muốn Phật lo lửa mà Ngài hành thiền bỏ dưới này ai mừng gì. Tức là chúng ta thấy quán lại vua chúa thì lại cầu đạo nhà Phật để giữ ngôi vị của mình, ngược lại các vị tu sĩ rồi dựa vào chế độ cúng dường quá lớn của hoàng gia mà ít lo việc tu trì giới định tuệ, cho nên dẫn đến suy yếu cả hai. Và Phật giáo lại rút, khi mà nhà Minh qua nó chủ trương là đốt sạch, phá sạch toàn bộ kinh điển, kinh điển của Phật giáo, của văn hóa. Lần này thì nhà Minh nó còn dữ dội hơn nữa, đó là phá sạch, đốt sạch, chứ không phải thực hiện chính sách đông hóa như ngày xưa nữa. Nên chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Văn hóa Đại Việt cũng rơi vào sự khủng hoảng. Các cuộc nội chiến cùng lần lượt xảy ra. Chúng ta thấy nhà Mạc
đầu tiên nhờ hồ rồi nhờ mạc rồi cũng tồn tại bao lâu cuối đời trăng á. Và bài đời cho đến gì phóng cao khởi nghiệp của ai, của Lê Lợi dưới sự là cổ vận của Nguyễn Tài. Đây chúng ta thấy đọc cái bài Binh Ngô Đại Cạo, chúng ta sẽ thấy là vai trò của nhà Lê rất là lớn. Và Nguyễn Tài là vì anh hùng dân tộc, ngài là chủ trương là chi bảo vệ văn hóa dân tộc rất là rõ. Cho rằng đọc bài cạo mình biết là phải không, là văn minh nước Tàu hay là văn minh nước Việt, mọi nơi mọi khác cũng ai giống ai được hết. Nhà Lê lên, nhưng mà chúng ta thấy cuộc kháng chiến thắng lợi của dân dân ta đối với mình mở ra một triều đại mới, đó là triều đại hậu Lê, phải không? Đó là lời. Nhưng mà nó cũng tồn tại được bao lâu và đi vào tồn tại trong cái thể đứng vững mạnh á, chúng ta thấy là các vua Lợi băng hà khá sớm, và như vậy con cháu của Lê Lợi đến nắm quyền cũng bao lâu, vì con nhỏ để lại một cuộc hậu chiến, nội chiến các thế lực, các chúa lại ra đời. Và chúng ta thấy là tình hình sau khi Lê Lợi mất rồi ra, Nguyễn Trãi là bậc anh hùng dân tộc, đại chính nghĩa, phò Lê. Mà trong khi đó chúng ta thấy các chúa, các giang thần mọc lên như nấm để mà tranh giành nhau về quyền lực, cái bậc chánh nghĩa tiến thể tồn tại được. Cho nên Nguyễn Trãi đã thành một mối nguy hiểm và xấu xẻ, để rồi Nguyễn Trãi bị một cái án rất lớn trong lịch sử, kết quả là tu di cụ tộc, để sau này mới sử sách mới có dịp sửa sai. Và chúng ta thấy nó hình thành cuộc nội chiến giữa chúa Trình và chúa Nguyễn, nó dẫn đến hai chế độ đang ngoài và đang trong. Đang ngoài thì chúa Trình, đang trong là các chúa Nguyễn. Và như vậy á, Phật giáo cũng có thành hai vùng miền khác nhau, đó là Phật giáo đang trong, Phật giáo đang ngoài và Phật giáo đang trong. Phật giáo đang ngoài nó cũng nhu nhập một số thiên phái mới, và Phật giáo đang trong cũng nhu nhập một số thiên phái mới. Bởi vì lý do lịch sử là gì? Là các chúa Nguyễn ở đang trong và chúa Trình ở đang ngoài. Hai các cử này, các chúa nào Trình Kiểm, Trình Sâm tới bên này thì các chúa từ chúa Nguyễn Hoàng cho đến các chính chúa sau này, ai cũng mường Phật giáo hết, ai cũng phải dựa vào Phật giáo để mà phát triển, và ai cũng lấy danh nghĩa là phò Lê. Đã về mặt chính trị, anh nào cũng mừng chính nghĩa là phò nhà Lê để mà dẹp loạn, để mà phát triển. Và anh nào, chúa Trình, chúa Nguyễn đều cũng phải dựa vào Phật giáo để thu hút quân chúng, tạo lực lượng riêng cho mình. Cho nên là yếu tố Phật giáo cũng cực kỳ
hết sức quan trọng. Chúa nguyện là vùng đất mới ở từ Thuận Hóa trở ra, rồi đi vô vùng Sứ Quảng, vân vân. Thì Chúa nguyện là do ban đầu là phục vụ cho Chúa Trình, hiểu không? Nhưng sau đó lại xin ra vùng biên ải, là vùng tạm thời ở Thăng Long, là kinh đô, thì Chúa Trình nắm, Trình Kiểm, Trình Xăm nắm. Nhưng mà Chúa nguyện thì cỡ như nguyện hoang đô vậy, ở đó thì chịu không nổi vì ở Thăng Long thì chịu không nổi vì các Chúa Trình, cho nên là giả vờ thuần phục xin ra vùng đất mới là vùng Thuận Hóa. Vùng Thuận Hóa là vùng hai vùng đất châu Âu, châu Lỵ có từ thời Nguyễn, thời Trần, là do công chúa Huyền Trân được gả cho Champa để đánh đổi hai châu đó. Thì dân dân con rất ít lắm, cho nên vợ Chúa Trình là chị gái của họ Nguyễn, của Nguyễn Hoàng. Đó, đêm đêm nào thì ta sẽ cho em ra ngoài vùng đất mới thôi, ở đây hẳn biết làm cái gì. Thì Chúa Trình bắt đầu thì cũng chiều, sao nghỉ lui nghỉ tới, mình ở Thăng Long mà ở đây cứ quay mình mãi. Rồi vợ chị gái, tức là vợ đó mê chị gái, cho nên ông phải chiều. Chiều rồi mà cho ra lệnh sắm 500 tàu thuyền để cho Chúa nguyện ra cho trận giữ vùng Thuận Hóa, làm cuộc hành trình vô phương phương Nam, đi hết là gần 2 tháng mới đến nơi. Ngày xưa đi rất là lâu. Giữ vô vùng Thuận Hóa này thì Chúa nguyện á, Nguyện Hoa mới đến vùng Quảng Trị là vùng Ải Tự mới lập chùa. Bây giờ ngôi chùa Đạo Phật Con là Tịnh Quán Sắc Tự. Thì ngủ là ở đó mà triệu tập binh mà. Thì vậy danh nghĩa là gì? Vì do Chúa Trình phải ra vùng biên cương, ra vùng Thuận Hóa này, là Thừa Thiên Huế về Quảng Bình bây giờ, để mà trận giữ biên ải. Nhưng mà khi đi ra đây thì có tới xin ý của Trang Trinh là Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Bình Phạm là có thể cử ra khỏi vùng ải Hải Vân, đeo Hải Vân. Thế là ông cử lập cử đó là được. Rồi Trang Trinh có phản cho ông cao cử thơ Phật có lọc hoàng mang. Thì ông về ông chủ hoàng đi là ông về ông suy nghĩ câu này. Thì Nguyễn Bình Khiêm á, mà mình khiêm phản cho một câu vậy đó, tệ hoài chứ cũng đi như vậy, ý nga ý Tràng Trinh khi người mình khiêm Tràng Trinh sao? Thì nói thôi ông cứ đi đi, cứ qua khỏi vùng Vân Nam thì chỗ đó về Việt Nam là ông đó. Tệ hoài thì con phải làm dân câu trên được câu văn sinh nhất đại đó. Câu đó đó, tôi hỏi làm như thế nào, thái độ hỏi như thế nào, hỏi về đường hướng thế nào, ông trả lời bấn qua mà thiệt mà mình khiếm đâu trả lời thẳng được, phải mặt mật rằng là nghe chết thì không phải cái thơ Phật có oạng mang, oạng là lọc á, oạng là hoa quả cúng Phật đó. Thôi chè là người Bắc, người Bắc cũng cho Phật gọi là oảng ha, oảng thơ Phật có oảng mà ăn, thì oảng nó chắc trong Nam biệt, ai dân miền Tây miền Nam biệt, oảng là lọc đó, cũng dân đô lên cũng cho Phật, trái cây hay là xôi hay chè, mà chỉ dân cũng đến bằng Phật gọi là oảng hết. Thì thơ Phật có oảng mang. Thì ông về ông suy nghĩ câu này dài lắm, mấy đêm thức trắng lắm, việc yếm nguyện khiêm đi. Ông cổ vẫn cho mình muốn nói khơi khơi này nghĩ là sao. Thì ông suy nghiệm ra thơ Phật tức là ông phải phò lê. Thì ông đoán là thôi, câu hỏi khiêm
thơ Phật là thơ làm sao? Nhưng mà chùa Nguyệt vẫn tin, vẫn tin. Ông vừa hai hiểu khuyên người tận tinh khuyên một lần phải dựa vào Phật giáo, thơ Phật thì tất nhiên là phải dựa vào Phật giáo rồi, quân chủng Phật giáo rồi. Còn thơ Phật mà cái ý muốn suy nghĩ lâu chứ á, là tạm thời pho lê đã phải lấy danh nghĩa pho lê trong bước chân đồng. Thế là ông ở các cái chùa năm nghỉ đang triệu tập binh mà về số vốn ban đầu á, là chủ trình cho là 500 tàu thuyền ha, thì 300 người là đội quân là đi từ Thăng Long mà đi thuyền vào thầu ai từ cửa Việt đó, cửa Việt bây giờ càng cửa Việt bây giờ. Nhờ đó thời gian anh ngủ nằm mộng thấy một ba mù xuất hiện, nói ông phải tiện vào Thuận Hóa xây dựng cái chùa để mà dạo đồ dân chúng. Thế ông lại rơi ải từ đi vào Thăng Long, vào Kinh Thành Huế. Vào Kinh Thành Huế thì vào Huế chứ khi nào đã có Kinh Thành đâu. Ông xây chùa Linh Mụ ở vùng đất Kim Long, và chùa đó ông đặt tên Linh Mụ. Thì ba mù mới hiện về nói ông ở đây là cử địa của ông đó, chỗ này là chỗ ông phát triển. Bất quả thật Huế đã trở thành kinh đô trong lịch sử Việt Nam của các chùa Nguyện bắt đầu từ đó. Bây giờ mà vì ra Huế thì có chùa Linh Mụ, tiền chùa Linh Mụ cánh gà thổ xương. Chùa Linh Mụ là hầu như chính đời chùa đời nào cũng có trung tu hết, trung tu hết. Chùa ngôi chùa đầu tiên của Huế là chùa Linh Mụ, hả Linh Mụ. Thì bây giờ thành di tích quốc gia. Và để thu hút cung chúng Phật tử để phát triển Phật giáo, nhất là cái vùng miền Nam này này, tức là đằng ngoài đã có sẵn tư lời lý trang nơi Kính Thành con bên này á, chùa Nguyện là con dơ rô, làm lại từ con dơ rô, bắt đầu từ số 0, đang trống á, con dơ vùng đất mới hoàn toàn. Cái vùng miền Nam này là mấy vị cũng phải nhờ chùa Nguyện thôi. Vùng miền Nam mà từ ngang thời Trần á là mới Quảng Trị, vì đầu tiên là mình ngang Thanh Hóa nè, thời Lý thời Trần mở ra đến cuối Trần, đầu Trần là ra được Quảng Bình bị Thuận Hóa, là Quảng Bình bị Thuận Hóa là do kết quả cuộc giao hữu giữa vua Trần Nhân Tông, ngài đi qua Champa chiếm thành 9 tháng, qua xuất gia rồi tu hành bên đó, rồi về lại, rồi còn cuộc giao hữu tà gạ công chúa Huyền Trân được hai châu, rồi là mình ngang đó. Đời nhà là đời bắt đầu các chùa Nguyên này, vì ông này ông ra vùng chắc vùng Thông Hòa, ông hái tình thì nhỏ quá, ngày qua này thì Thăng Long thì quá mạnh của chùa Trinh mạnh, cho nên ông phải tìm cách chi đi tới đi đâu, tiến về phía Nam này, tức là cuộc hành trình mở cõi phương Nam. Thế muộn dậy á thì các chùa Nguyện phải làm cái gì? Phải chiêu dụ, chiêu dụ dân đâu mà làm thế nào? Cho nên á, trong thời kỳ đầu thì chùa Trình vẫn tin rằng á, là chùa Nguyện Hoa nên thân phục mình đó. Rồi cái thành phần bất hảo á, ở ngoài đằng ngoài, đằng ngoài á, đằng ngoài tội lệ đồ chí mà sự bị phạm tội á, mẹ tái nữa nó tìm cách nó trộn vô đan
đằng trong. Thì vô anh này, anh phải chú chiếu dụ, rồi chiếu dụ. Rồi dần dần cái thành phần Minh bên Trung Hoa, nhà Minh, Phục Minh, nhà Thinh, nhà Thanh, nhà Minh là hai triều đại này là chậm đổ nhau. Cho nên thành phần bên nữa mà Phục Minh mà bị do Thánh truy quẹt á, Trại Loan cũng chạy qua đây. Chạy qua đây thì chúa Trình cũng không biết làm sao. Cho nên cũng tổng vô trong Nam này. Tức là tổng ra biến ải. Ra biến ải thì chúa Nguyên cũng nhận luôn. Thì vật đó chúa Nguyên đang còn nghe lời chúa Trình mà giống như là một con chức điều đi ra cửa ngoài này. Tức là chúa Nguyên, các chúa Nguyên đầu tiên phải ấm thầm chiều đừng. Một mặt là ấm thầm chiều đừng sự sai bảo của các chúa. Chúa Trình bên ngoài, nhưng mà trong lòng vẫn hình thành các cứ chuẩn bị lực lượng để mà thống nhất đất nước về sau, thành lập vương triều nhà Nguyên. Là cái cho nên như tôi đã nói, anh nào cả cử nào đằng trong đằng ngoài gì dựa sử dụng nhau nhau để quản trị đất nước, để cai trị đất nước, học thuyết nhau nhau để cai trị đất nước. Bên nhau nhau là thiết kỷ luật nó chặt chẽ, nó phục vụ cho các giai tầng. Còn Phật giáo mình chủ yếu là tinh thần tự giác, chẳng ai ràng buộc ai hết á. Còn nhau nhau là có thiết chế ha, thiết chế ăn có là quân sư phụ rõ ràng, phải không? Quân sư phụ tức là thiết kế ba ngôi. Cao nhất là quân là vua, thứ gì là thầy, thứ ba là người cha. Trong xã hội nhỏ giáo thiết kế ba người này hết sức quan trọng, quân sư phụ đó. Bây giờ sư thời đại này sư cũng rất riêng rồi. Phù cũng ăn thua con cái, bây giờ ăn cũng khác nữa. Cái hàng cũng như ngày xưa nghe là tuyệt đối 100%. Cho nên cái này cái nam có mặt tích cực quân sư phụ, tức là trung thành tuyệt đối với vua, thờ một vua thôi, chúng ta thờ hai vua chết thì thôi, gọi là quân. Còn sư là ông thầy. Ông thầy, vai trò ông thầy hết sức quan trọng. Rồi cha đến xuống dưới mà cha gọi là học thuyết ba ngôi này nè. Cha là đặt đâu ngôi đó, chứ con đặt đâu thì cha ngôi đó. Cha ngôi chút chích. Chuyện ngược lại. Con đặt đâu cha là ngôi đó. Thế thì là về chính quyền, tổ chức chính quyền là dựa vào học thuyết nhau nhau. Và còn về chính sách an dân, tức là quản nhân thì nhau nhau, mà an dân, hồ nhân, được lòng nhân thì phải dùng Phật giáo, không rất là rõ. Cho nên là đi tới đâu á, chúa Nguyên đi tới đâu thì công việc đầu tiên chùa Nguyên á cùng bất chước triều đại nhà Lý là xây chùa liền, chùa to chùa nhỏ thì là ông cũng xây liền, có đạo chứ, có đạo chứ, cái xây ngôi chùa, chùa vì là cơ sở để mà cộng đồng sinh hoạt cộng đồng, tại đó tập trung, hiểu không? Sinh hoạt cộng đồng, chùa ngày xưa là cái nơi sinh hoạt cộng đồng, nếu không tại chùa thì không biết làm tí mà làm tập trung nhau được hết á. Chùa là cơ sở văn hóa, là phải hiểu ý niệm đầu tiên là sinh hoạt cộng đồng đó, là nơi thiêng liêng. Nếu như tới chùa chắc tôi nghĩ thời xưa mà không tới chùa chắc không biết quen ai hết, không biết quen ai ngoài gia đình ra, không tới chùa mình không biết quen ai. Thì sau này Nguyễn Nhược Pháp lại cái ý đó làm bây phổ thơ nhạc á, hôm nay em đi chùa Hương đó, thấy cỏ mơ hơi sương đó, không biết tôi quên. Đây câu
Dê đi hồi mà ngọ mặt nhau coi hai câu sao lặng như ném không nói, lặng như nhìn trộm bắt gặp được thì thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Huệ Cả Lạc. Thì nhìn qua ngọ lại nên ông Phật đẩy ông Phật ra ha, cứ bắt gặp nói nữa thì Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ba nó nghiêm lại. Như vậy chúng ta thấy đi định đâm các chùa nguyện trong tiện tinh lập nước là xây chùa tại đó. Nhưng điều quan trọng hơn nữa đó là các chùa mà để hấp dẫn quân chúng và tạo không khí mới là các chùa đang trong đang ngoài điều thi nhau thỉnh cả cao tăng từ Trung Hoa sang. Đó là một cái điểm. Và như vậy á, kết quả là sản sinh ra các dòng thiền mới mà chúng ta sẽ học. Trong các dòng thiền đó có hai dòng thiền nổi bật là dòng thiền Lâm Tệ Đàng Trong và dòng thiền Tào Đồng ở Đằng Ngoài. Nói dài, nhưng mà thực tế Lắm Tệ Ta Đồng cũng có cả đây đủ hai miền. Nhưng mà Tào Đồng, Lắm Tệ, Tào Đồng. Như vậy á, hai những dòng thiền này nó hình thành từ thế 17, 18 rồi. Chỉ tôi vô phần khác hai Tào Đồng ba đi ha. Thiền phái Tào Đồng ở Việt Nam, thiền phái Tào Đồng ở Việt Nam tức là Tào Đồng ở Đàng Ngoài và Đàng Trong đó. Tào Đồng ở Đàng Trong rồi mà vì ngái yêu kỳ ha, những cái phần này sáng nay có thể thiền đó. Phải Tào Đồng ở Việt Nam tức là Tào Đồng ở Đàng Ngoài và Tào Đồng ở Đàng Trong. Bởi vì nhớ chữ Đàng Trong là ứng địa lý miền Bắc ngày nay. Đàng Ngoài là ứng ở miền Bắc ngày nay này. Đó. Còn phải hiểu Đàng Trong là từ Quảng Trị mà cho đến ngày nay, tức là miền Nam, ta mà hiểu rồi đi. Tôi nhớ hiểu. Đàng Trong là miền Nam. Đôi dễ lộn lắm. Thế hết đó là giới thiệu về những giáo lý, một giáo lý cơ bản của Đàng Trong, của Thiền phái Tào Đồng. Những giáo lý cơ bản của Thiền phái Tào Đồng. Thiên phái Tào Đồng đây á, là nó có xuất phát từ Trung Hoa. Như vậy những giáo lý cơ bản đây á, là có từ Trung Hoa là do hai thiền sư Đồng Sơn Lương Dệ và Tào Sơn Bản Tịch sáng lập từ thế kỷ thứ 9 nè. Đồng Sơn Lương Dệ và Tào Sơn Bản Tịch. Còn Bản Tịch, Tịch Xe Hạc á. Tào Sơn Bản Tịch. Và xuất hiện ở núi và Tào Sơn ở Giang Tây. Đây có thể xem là hai cứ điểm của phái Tào Đồng Trung Hoa ha. Cái này Tào Đồng này Trung Hoa. Phái Tào Đồng này chủ trương là nguyên tắc năm vị, gọi là nguyên tắc ngũ vị đó. Nguyên tắc ngũ vị tức là năm địa vị.
Một á dừa dừa thẳng. Giờ mày bị cái ký là tôi giải thích không? Một cái dừa thẳng. Dừa thẳng. Tức là chính. Thẳng à là chính. Dừa thẳng là chính. Và nghiêng là thiên. Nghiêng là thiên. Nghiêng và nghiêng mà đơn là thiên. Cái ký đó cái đạo. Và tôi giải thích mày bị hiểu liền. Ý niệm, ghi tiếp đây, ý niệm về địa vị dựa thẳng vào thiên, vốn là của đồng sơn. Vốn là đồng. Tào sơn, xếp đặt và trình bày lại ý niệm đó. Tào sơn đã xếp đặt và ý niệm đã xếp đặt và trình bày lại ý niệm đó. Tào Sơn đã xếp đặt và trình bày lại ý niệm đó, được chưa? Và truyền lại kế tiếp này. Thì bắt đầu giải thích ra vì sao thẳng và nghiêng này, hiểu sơ bản này. Thẳng Tào Sơn. Tào Sơn đã xếp đặt và trình bày lại ý niệm ấy và truyền lại cho thế hệ tiếp. Thì Tào Sơn và Đồng Sơn chưa bắt đầu như cái này mới quan trọng này. Thẳng ở đây là tượng trưng cho tuyệt đối. Cái thẳng ở đây này là tượng trưng cho tuyệt đối. Cái nghiêng đây này là tượng trưng cho cái tương đối. Được chưa? Thẳng có nghĩa là tuyệt đối, tức là nền tảng cho cả vũ trụ này, là cái tuyệt đối. Còn cái nghiêng là cái đi thẳng vào các thế giới hiện tượng, thế giới tương đối. Như vậy á, mình có thể hiểu thẳng là thế giới tuyệt đối, còn nghiêng là thế giới tương đối. Đó. Mình có thể hiểu thẳng là bản thể vũ trụ, còn cái nghiêng là cái hiện tượng của vũ trụ. Đó. Hiểu được chứ, dễ hiểu. Vì tóm tắt cái phân triệt. Từ đây này, từ hai nguyên lý này này bắt đầu đẻ ra năm địa vị như sao? Từ cái thẳng và cái nghiêng. Từ quan niệm cái thẳng cái nghiêng như vậy, nó đẻ ra, sinh ra năm ngũ vị. Năm ngũ vị, năm đề tức là ngũ vị đó. Ngũ vị đó là năm cái. Một, cái thẳng đi vào cái nghiêng. Một là cái thẳng đi vào cái nghiêng. Hai nguyên lý thẳng và nghiêng nó sinh ra ngũ vị, tức là năm một, năm địa vị. Cái thẳng đi vào cái nghiêng, tức là chỉnh trung thiên. Mời ngọc đơn, chỉnh trung thiên. Cái tuyệt đối nó nằm gòn trong cái tương đối. Cái thẳng đi vào cái nghiêng chính là cái tuyệt đối nó nằm gòn trong cái tương đối. Càng nói ra cái là mày bị dễ hiểu lên. Cho nên chúng ta có thể hiểu tuyệt đối đi qua cái tương đối. Cái tuyệt đối đi qua cái tương đối. Tức là có tương đối rồi, khi nào mà có tuyệt đối. Rồi hai này, nguyên lý thứ hai này, ngụ vị thứ hai, cái nghiêng đi vào cái thẳng. Gọi là thiên trung chánh, cái tư góc của nó là thiên trung chánh. Cái tương đối chỉ có thể do giờ cái tuyệt đối mà có. Đó. Cái tương đối chỉ có mặt là do giờ có cái tuyệt đối. Xong chưa? Tức là hay nói cách khác, trong cái tương đối nó có cái tuyệt đối xuất hiện. Rồi cái thứ ba này, cái thẳng trong tự thân của nó. Thứ ba là cái thẳng trong tự thân của nó, gọi là chỉnh trung lai.
cái tuyệt đối, trong tư thế tuyệt đối của nó, cái tuyệt đối trong tư thế tuyệt đối của nó. Cái này cũng có thể gọi là bản chất hay là bản thể. Cái thứ tư này, cái nghiêng trong tự thân của nó gọi là thiên trung trị. Cái nghiêng trong tự thân của nó gọi là thiên trung trị, nghĩa là cái tương đối trong tư thế tuyệt đối của nó. À, cái tương đối trong cái tương đối của nó. Quên. Cái tương đối trong tư thế tương đối của nó. Nó không được nhận thức qua bản thể về hiện tượng. Bản thể về hiện tượng. Tức là cái tương đối trong cái tư thế tương đối của nó. Nó không được nhận thức qua sự liên hệ giữa bản thể và hiện tượng. Rồi cái thứ năm, cái thẳng và cái nghiêng trong cùng một tự tánh. Cái thẳng và cái nghiêng trong cùng một tự tánh gọi là kiến trung đạo. Hả? Kiến trung đạo, thiên trung đạo, thiên trung đạo, được chưa? Thiên trung đạo nghĩa là không còn phân biệt giữa tuyệt đối và tương đối nữa, không còn phân biệt giữa tương đối. Từ sống chứ, từ năm vị này này, từ ngũ vị này, rồi dẫn đến là ngũ vị quân thần. À, từ ngũ vị, lý thuyết ngũ vị, nó sẽ dẫn đến ngũ vị quân thần. Tức là từ thằng cái nghiêng nó sinh ra ngũ vị, rồi từ ngũ vị nó dẫn đến ngũ vị quân thần. Quân là vua, thần là thần dân. Một ngũ vị quân thần là mối liên hệ giữa vua và bầy tôi, gọi là ngũ vị quân thần, hiểu không? Rồi, một có năm cái sau đây. Một, vua trông thấy bầy tôi, ngũ vị quân thần là có năm nguyên tắc sau. Một, vua trông thấy bầy tôi. Hai, bầy tôi hướng về vua. Ba, vua một mình, có khi vua ngồi một mình thôi. Bốn, bầy tôi một mình. Năm, vua và bầy tôi bên nhau. Vua bầy tôi bên nhau, hiểu chưa? Được chưa? Rồi. Đùa mệt chứ. Rồi từ năm nguyên tắc này nó kéo đến năm nguyên tắc tu thiền tùm lum thử. Từ năm mối liên hệ này này, nó dẫn đến năm nguyên tắc tu thiền của Tao Đồng. Một, gọi là chỉ cần ngồi thiền mà không cần chủ đề thiền tọa. Chỉ cần ngồi thiền mà không cần chủ đề. Thông thường á, người ta ngồi thiền có đưa ra chủ đề, đấy không cần. Gọi là, hoặc đơn người tương, gọi là chỉ quán đà tọa. Chỉ quán, chỉ là dừng. Chỉ quán thôi. Còn là ghi tiền hạng là vậy, chỉ quán đà tọa. Đến bà hỏi chính địa chúng mình. Hai,
sáng nay đã đua nghe, tập trung mà hết chứ. Hai là mua ba máu mấy ngồi thiền và đạt đạo là một việc chứ không phải hai. Ngồi thiền và đạt đạo chỉ là một chứ không phải hai. Tu chỉnh nhắc nhớ đó. Nhắc như đó, khóa trước kia là tú chỉnh nhắc như đó. Cho nên là soạn bài chúng mà soạn sai á, năm ngoái tôi cho 10 điểm nhưng mấy chục ngư nhắc như mà việc thanh nhắc như. Một người soạn chữ ngất ngư này đã phố tố cả lớp. Tôi dặm mắt dặm mùi chẹp vô hết. Nhất như là một đó. Như nhau. Tu cùng như là chứng. Hai cái điều như nhau gọi là nhất như. Nhưng mà việc thanh ngất ngư đã phố tố dẫn đi học là cái câm cái chẹp đài vô hết. Tôi chậm cũng ngất ngư luôn. Không tưởng tượng ra được. Thứ ba, không tâm chờ sự chứng đắc, gọi là vô sở đắc. Một đơn ra vô sở đắc. Không tâm chờ sự chứng đắc. Bốn là không có đối tượng giác ngộ. Không có đối tượng giác ngộ, gọi là một đơn ra vô sở ngộ. Năm, tâm và thân nhất như. Đó, đừng ngất ngư tiếp. Tâm và thân nhất như, tức là thân tâm nhất như. Rồi mà vì ghi xuống giam này, những nguyên tắc này là của phái Tao Đồng, nhưng về sau các tông phái khác như là Thiền Lâm Tề vẫn sử dụng nắm nguyên tắc này. Ví dụ giống như là Lâm Tề là thiền, lúc nào họ còn đưa ra một chủ đề qua công ngạn về hoặc là thoại đầu thiền hết. Ví dụ như là thế nào là thanh tịnh pháp thân chẳng hạn, đề tài là vậy. Thì phải Tao Đồng sai. Quá trình phát triển các dòng thiền á, nó giao lưu qua lại, thì nắm nguyên tắc của Tao Đồng này đề ra, Thiền Lâm Tề cũng sử dụng. Và ngược lại, những nguyên tắc của Lâm Tề là lúc nào cũng có phải có một cái chủ đề để ngồi thiền. Thế nào thanh tịnh pháp thân, thế nào là vô vị chấn như, vân vân. Thì một đề tài như vậy để quản chiếu á, nói từ khoa học bây giờ là học nghiên cứu sinh hay là thạc sĩ phải có một đề tài để làm luôn ngã. Thì bên Tao Đặt lại chủ trương từ đầu là không có chủ đề để ngồi thiền. Thì bây giờ Tao Đồng vẫn sử dụng, nó quá trình sau này nó phát triển giao lưu lẫn nhau, thì nắm những nguyên tắc hai bên đều có áp dụng có lại, chẳng phải nhất thiết cứng nhắc. Rồi chứ bắt đầu đi vô thiền này, từ cái góc này, mày bị hiểu chưa? Từ cái góc nắm, từ cái thằng là mày bị hiểu một cách dễ hiểu là tuyệt đối. Kinh nghiệm là tương đối, cái tương đối của vũ trụ, tương đối của các pháp. Cái thằng á là cái tuyệt đối đó. Và giữa thằng và nghiêng là tương đối. Mà các tông phái dùng từ là bản thể vì hiện tượng, hiểu không? Tuyệt đối là chính là bản thể, là tự tánh hay là bản nói hay là bản chất. Còn cái nghiêng là cái hiện tượng. Rồi từ hai cái góc đó nó đề ra năm ngũ vị, tức là ngũ vị, tức là những cái vị trí trong quá trình nó liên hệ tương tác lẫn nhau. Cái nghiêng đi vô thẳng, cái thẳng đi vô cái nghiêng, ngược lại, hiểu chưa?
là khai nắm cái đó. Tuy nắm cái đó nó dẫn đến ngũ vị đúng là quân thần, là có hai mối liên hệ chính, là đó là bây tôi và quân thần hằng chống như cái thằng cái nghiến nữa, đang tạo ra liên hệ. Nắm mối liên hệ thì mình suy nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Bây tôi liên hệ với vua là ngọ xuống dân, rồi có khi vua không tham ngọ dân ngồi một mình, có khi dân cũng ngồi một mình đâu ngọ lên vua làm chi. Nhưng có khi vua vì dân ngồi cạnh bên nhau, đại khái rất là dễ hiểu. Chúng có bây giờ trong sách biết dài lắm, việc đọc khó hiểu, thì tôi tóm tắt lại mấy cái chứ không thể tóm tắt được nữa. Không thể tóm tắt hết được nữa, quá ngắn rồi. Như cái này, những cái này thì cần mới đọc chút kỳ là từ nhớ thôi, hiểu không? Ví dụ lại ví dụ thì rất dễ, ví dụ trống 100 người nữ thì vẫn có một người đẹp nhất, được cái nó tạm qua cái tuyệt đối, được cái nhớ có cái tuyệt thì chưa có 100 người mà chỉ ra được cái người đẹp nhất thì tạm qua là tuyệt đối. Và nếu đứng một người mà không có chiếm chỉ người bên thì đẻ ra được cái tương đối, mà cũng chỉ nhận ra được cái tuyệt đối. Cho nên lúc nào mối quan hệ đòi hỏi có cả hai, từ hiện tượng mà biết được bản chất, từ bản chất mà suy ra hiện tượng. Đại khái như thế hiểu được thôi. Chúc bạn, chúc bạn giúp mình đấy. Một tao đồng ở đằng trong, tao đồng ở đằng trong, ở đằng ngoài cho quên. Mày lá mà, một lá mà với mày bị từ ló lại, mày quá. Phải tao đồng, nó được nhú nhập vào Việt Nam là bắt đầu từ thế kỷ thứ 17, là do Ngài Thủy Nguyệt. Do Ngài Thủy Nguyệt là quê ở Thái Bình, rồi tu xuất gia học đạo. Quê ở Thái Bình, xuất gia học đạo. Ngài từ cùng với hai đệ tử của mình á, là đi sang Giang Tây, đến vùng Hồ Châu. Ta tự mình đi đó, tự mình đi cầu đào, đi qua bên Trung Hoa, đến vùng Hồ Châu, gặp thiền sư, tham vấn với thiền sư Nhất Cụ. Nhất Cụ này trị giáo, gặp thiền sư Nhất Cụ trị giáo Trung Hoa, và ông ở đây 3 năm, ở đây tham thiền học đạo vì thiền sư trị giáo 3 năm. Sau đó là ông trở về Hải Dương, sau đó ông trở về Hải Dương và truyền bá tông tao đồng, truyền bá tông tao đồng. Như vậy á, ông về lại Hải Dương vào năm 1667, còn ông rời tỉnh Thái Bình mà đi qua Trung Hoa là 1664. Và ông tu ở Trung Hoa 3 năm, ông về. Vậy thì ông sinh vào năm 1636, hiểu chưa? Ông sinh 1636 và ông đi qua Trung Hoa là 1664. Ông về lại đằng trong Hải Dương, tỉnh Hải Dương bây giờ là 1667. Ở Hải Dương, ông về thì ông làm quen với một cáo tăng tên là Tuệ Già. Ông về Hải Dương thì ông gặp một cáo tăng đó là Tuệ Già. Tuệ Già là tên tục là ở là Mái Tư Phụng, một nhánh tăng
một danh tăng, được dân dân gọi là Tổ Muộn. Ông tên tục là Mai Tư Phùng. Nghe đây này, là tên tục là Mai Tư Phùng, dân gọi là Tổ Muộn, dân dân gọi là Tổ Muộn. Hiểu chưa? Tổ ra muộn á, đừng gọi chi hết á. Là trong ra muộn vừa gọi tổ ra muộn, tổ muộn nè. Mà bác là tổ khoai, tổ sẵn, chim cọc cả. Họ tên dân già, dân dân gọi tên mấy ngài tên dân già. Mà ngài tự dạng á là được vua Lê Phong là quốc sư. Đó, quốc sư. Như vậy hai ông này kết hợp với nhau để mà truyền bá tông tao, tạo động. Hồi chưa tôi kể cái giải thoại mà Ngộ Đạo của Thiên Sứ Thủy Nguyệt. Khi mà Thủy Nguyệt con ở Trung Hoa, có lần Thiên Sứ Trị Giáo, tức là thầy đó, ở Hồ Châu Hoài. Nghe thôi được, phải cần ghi được. Gọi là kêu bà Hoài chỗ án thân lập mình của ông là chỗ nào? Án thân lập mình, tức là giống như mình Hoài qua đây ông học rồi chứ, thì chỗ ông án cư lạc nghiệp ở chỗ nào đó? Thì người qua đáp trên sông nước An Nhiên. Giờ trả lời rất là một hình ảnh hết sức là hình tượng trên sông nước An Nhiên. Nghĩa là rồi Trí Giáo mà Liên Hoài tiếp này, đêm ngày ông dự nhìn nó như thế nào? Thuyền Nguyệt đáp đứng ngò trắng sao hiền. Đó, trả lời rất là nghịch ngự. Đứng ngò trắng sao hiền, giữa trời nếu sao có mặt trăng, mặt trăng mới hiền lên được buổi trưa mà. Nửa đêm mặt trời hồng. Đó, ban đêm mà mặt trời hồng. Tôi trả lời không phải ngôn ngữ vật lý hàng ngày nữa mà. Trí Giáo đáp truyền án thân lập nghiệp như thế được rồi, còn truyền mặt mùi xưa nay của ông như thế nào? Cua sao trên bọng cỏ, tên nhọn sẽ bay ra. Thì ngài thì dạo sư phụ mà khen, con rặn hai đầu ấy, đừng để cho nó chạy thoát, hãy sọ mùi đó. Rồi mà ấn chỉnh cho là Ngô Đào này, ông xứng đáng là tống tào đồng, được tức là chấp nhận ông là người nổi tiếp được tào đồng là đuổi về Việt Nam mà truyền đạo cho rồi. Ta cho phép người pháp hiệu là thông giác. Như vậy á là có tên là thống giáp nữa ha. Thủy Nguyệt con có tên là thống giáp nữa này, là tên của ông thầy đặt. Như vậy á, trên sông Hoài chỗ án thân lập nghiệp của ông là chỗ nào? Có nghĩa là trên sông nước An Nhiên, nghĩa là ý nói chứ con sẽ hành đạo bất cứ ở chỗ nào, kể cả chỗ nguy hiểm nhất ha, giữa trời đất, sóng và biển, ha, sóng và biển, sóng biển, sóng nước cũng là một vật án nhiên tự tài, cho nên hẳn phù hợp với sóng với biển, sóng là hiện tượng, nước là tạm gọi bản chất là ước cái chẳng hạn, sóng nước cũng là một đó. Cho nên thế gian vì bất thế gian cũng là một. Cho nên miền sao tấm tự tài thôi. Cho nên khi mà nghe trả lời trên sông nước An Nhiên là phức tạp rồi, thì đêm ngày ông dự cái sông cái nước là như thế nào, đêm ngày như thế nào, thì Nguyệt đáp đứng ngò trắng sao hiền, nửa đêm mặt trời trời hồng. Nghĩa là ban ngày mặt trắng không xuất hiện, nửa đêm mặt trời không thể có, nhưng mà đối với con, ngày cũng như đêm, đêm như ngày, phải không? Luôn luôn sống theo Phật, Phật Pháp và luôn hành Phật Pháp, thì ánh sáng của Phật đi đến đâu thì là trí tuệ khơi mở từ đó, phải không? Cho nên cũng có chuyện thế gian chia ra chỗ tối chỗ sáng, phải không? Như mặt trăng mặt trời, khi bị vô minh thì bẩm tối, khi có trí tuệ thì trời ánh sáng. Cho nên đối với đạo thì đối với người học đạo thì đứng ngọ cũng có thể trắng, có thể hiện ra, và nửa đêm mặt trời cũng có thể mọc,
đó là tinh thần của Phật giáo. Cho nên Thủy Nguyệt có mà nói rồi, cua sao trên bóng cỏ, bóng cỏ cũng có không? Không có, nhưng mà cũng có thể cua, cua sao trên nhọn sẽ bay, bay ra là vậy đó. Thôi đắc pháp rồi. Sau này học trò của ông cũng có trường hợp tương tự như thế. Cho nên đọc bài kệ, bài kệ đã khai: núi sông dệt gẫm vẽ tranh, từ nơi suối ngọc chảy thành sữa thơm, trên bờ ánh họ khóa vàng, dưới sông cả lội từng đàn thẫn thơ, ông trai ngủ dưới trăng mờ, nóng tầm phơi nặng hè trưa nực hồng. Rồi á, Thùy Nguyệt có một người đệ tử tên là Tống Diện. Đó. Đây. Từ ông này, sinh ra ông này, Tống Diện, là một trong những người đệ tử mà truyền bá Tống Tao Đồng lán tỏa ở miền Bắc rất lớn. Tháp hai ngày này hiện nay vẫn còn. Tháng 3 vừa rồi chúng tôi có đi ra Hải Dương, gọi là chùa Dậm Dương ở Hải Dương. Cái chùa Dậm Dương này mấy vị đi chừng đưa bố tour du lịch nữa, cả một cái hang đá dày đó. Rồi mấy ngày vô trong là đi ngoài nặng chán chán, vô trong lạnh ngắt, đi bốn mặt là đá dày, làm có một ông Phật trong thôi, ngài ngồi thiền mà dập nhiệt trong đó, lạnh lắm. Bố trong là lành hết cả mày lành nữa, vì là bốn mặt đều đã hết. Nhậm Dương, chùa Dậm Dương hả? Hải Dương. Tôi đi đại đi vừa rồi có hội thảo với ngài ta, ngài Thủy Nguyệt, ngài Tống Diện là có pháp hiệu là Chấn Dung. Nghe ngài Thủy Nguyệt hành đạo nổi tiếng cho nên đến xin học, học pháp. Khi mà ngài Tống Diện đến thì Thủy Nguyệt đang ở trong phòng, ngài đang nghỉ ngơi. Thì Thủy Nguyệt á, mà ở trong phòng mà nói vòng ra: tôi đang nghỉ ngơi, chẳng biết lúc nào mới có tin tức. Thì là cái ông Tống Diện đi tới thì ông Thủy Nguyệt ở trong phòng, ông trả lời vòng ra: tôi đang nghỉ ngơi, ý muốn không muốn tiếp đó, khi nào có tin thì chẳng biết lúc nào mới có tin tức, là nói là chẳng biết khi nào mà có thể là gặp mặt ông được. Tống Diện mới trả lời ngay, định ở ngoài mà nói vòng vô: giờ dần mặt trời mọc, giờ ngọ trời đứng bóng. Tức là thấy cái trả lời kiểu này là cái hơi hạm cùng giọng câu câu mà thầy tổ diện kiểm lần tuyệt. Cho nên là ông Thủy Nguyệt cũng giật mình, ông nói đấy thì là thầy tổ tương ứng rồi. Thủy Nguyệt giật mình vì câu trả lời dạng gì nó khớp với là câu trả lời trên kia, à, trả lời lần tuyệt vì thầy ông. Vậy thì cho nên Tống Diện cùng lặp lại giống như thầy Minh Tinh hỏi mình về ống dự chi nó ra sao. Tống Diện đọc bài kệ: đã có thì gì cũng có, khi không thì gì cũng không, khi có không nhà xuống, mặt trời mọc đó không. Cho nên những ý này nó lặp lại cuộc diện kiện giữa Thùy Nguyệt và Trị Giáo hết. Cho nên thôi ok cho rồi, cho mệt nè, cho đọc. Cho nên là cũng ẩn chứng luôn, cũng ẩn chứng cho ngài Thùy Nguyệt, ẩn chứng cho ngài Tống Diện. Và như vậy trở thành vị đắc pháp đầu tiên của ngài Thùy Nguyệt đó. Cho nên là thầy trò nó thầy dạy trong cuộc sống này nó có duyên vì tương ứng nhau hết á. Cho nên là phải giữ nguyên tắc, tôi học Phật chứ tôi rút ra một cái: đừng có bao giờ lấy thời gian ra mà cho đó vì không bị vì người này người kia tôi cạc mối quan hệ á. Nhiều khi mình đến trước mình biết chắc là hả, người mời đến sao, và nói cho dễ hiểu.
tức là chấp nhận mà đến sao cho khỏe. Tức là ý nói cái cuộc sống này nó tương duyên, thầy trò, mà mọi thứ quan hệ ngoài. Nhiều khi người đến được 3 năm rồi không bằng một người mới đến 1 năm. Anh vậy đó. Quá khứ của mình á, trong quá khứ về người kia thì Phật dạy rồi, nguyên tắc này mình phải hiểu. Để mình sống nhiều khi mình giải từ giải tỏa tâm lý cho mình. Tức là trong cái, nhất là trong cái tình cảm, mình người học Phật mình phải hiểu lý do đó. Cho nên là đừng có buồn, đừng có rầu gì hết á. Cái duyên ngang đâu để ngang đó. Phải không? Hết duyên là rà. Và không mà có duyên thì hợp. Và không có trước cũng có sao. Không có trước có sao. Vì cái duyên kỳ ngộ lắm. Phải không? Nhiều khi là họ đến sao nhưng mà cái duyên quá khứ họ dài ghê lắm. Và nó tương ứng với nhau. Thầy trò tương tức. Vợ chồng cũng tương tức. Tình cảm tương tức. Để rút ra. Học Phật mình phải rút ra những cái để ứng xử trong cuộc sống. Cho nó thanh thản. Cho nó nhẹ nhàng. Và nguyên tắc của đạo Phật là duyên hết. Rồi. Ở đang ngoài thì như thế. Ở đang trong thì như thế nào? Ở đang trong. Ở đang trong. Chứ là tao đồng ở đang trong. Tao đồng ở đang trong. Người đầu tiên truyền bá có lẽ là thiền sư Hưng Liên ở Quảng Nam. Hưng Liên ở Quảng Nam. Chùa Tam Thai và được tôn làm quốc sư. Tam Thai giờ mình sao giờ được nhà Lê tôn làm nguyện đó. Thờ dung cả nào còn phò ánh nào còn mường mường Lê. Ngài Hưng Liên là trụ trì chùa Tam Thai ở Quảng Ngãi và danh tiếng rất lớn. Nói chung được 2 ngày. Mặc dù là mọi các cử, tức là mọi đàn đều có thống lãnh hết, nhưng mà có một điểm chung là những người cầm quyền á, những người nào cũng nể trọng Phật giáo hết. Tức là cái đạo là họ không phân biệt. Phân biệt. Ít phân biệt. Lãnh tụ của đạo là hai bên họ ít phân biệt. Ít phân biệt. Họ vẫn tốn sông nhau hết. Ví dụ chú Trình tốn sông vì quốc sư đó, thì chú Nguyệt cũng tốn sông vì quốc sư đó. Tức là quan điểm có cái chứng phải chính kiến về chính trị. Quốc sư Hưng Liên đã là cầu thị, tức là đã bàn bạc với các chúa nguyện làm thế nào để mời thiền sư Thạch Liêm ở Trung Hoa vào đàng trong để thuyết pháp. Tức là dẫn duyên mà tạo động vào Việt Nam là do ngài Hưng Liên đề nghị chúa Nguyễn Phúc Chu. Được đó đề nghị chúa Nguyễn Phúc Chủ ấy, là trước chùa Nguyễn Phúc Chu là 2 lần. Trước đó Nguyễn Phúc Chủ 2 lần cầu thỉnh ngài Thạch Lam vào Việt Nam vào đằng trống á, thì cũng đi. Đến đời sau, tức là chùa Nguyễn Phúc Chu thì cầu thỉnh ngài, thì ngài sang Việt Nam. Hiểu chưa? Hả? Nghe kịp không? Quốc sư Hưng Liên này là đề nghị các chùa mời
Ngài Thạch Liêm là một danh tăng ở Trung Hoa sang Việt Nam để mà truyền bá Phật pháp. Nhưng mà đời chùa Nguyện Phúc chủ mời 2 lần mà ngài không có. Đến khi đời sau là Nguyện Phúc chủ mời ngài Thạch Liêm thăng sang Trung Hoa mời. Đó, khác nhau chỉ vô sắc thôi. Nguyện Phúc chủ vì Nguyện Phúc chủ thôi. Được chưa? Nguyện Phúc chủ là một vị chúa, tức là tạm thời gọi là chư vua rồi. Nhưng mà Mồ Đào và ông là Thọ Bồ Tát Giới làm đệ tử của ngài Thạch Liêm khi 21 tuổi lắm. Lên ngôi vị chúa là khi 17 tuổi. Tức là lên ngôi vua của Đăng Tông á, nhưng mà danh từ chúng người gọi là chúa lúc 17 tuổi. 21 tuổi thì đã Thọ Bồ Tát Giới rồi, về Thiên Sứ Thạch Liêm. Vài công lao của chùa Nguyện Phúc chủ á, Nguyện Phúc chủ á là rất lớn trong việc á là phổ quát giáo lý nhà Phật trong dân chúng và xây dựng hệ nhiều chùa chiền và để làm cơ sở mở cõi phương Nam. Đến giai đoạn Nguyện Phúc chủ là mở nhiều lắm, như là Vô Thầu đến Phú Yên rồi. Và từ Phú Yên là đến Mũi Cà Mau là rất gần. Chúng ta dân miền Tây chắc nhiều hả? Cho nên Sài Gòn này 1300 năm, Huế là 800 năm, hiện nay Huế là 800 năm, Kinh Đô Huế là 800 năm, Thăng Long là 1000 năm, và thủ đô Sài Gòn đây này, cũng mình danh thời cũng thiệu thì 1300 năm. Cho nên bị thầy. Cho nên cái dân miền Tây á, thì mấy đấy thôi. Đó. Dân miền Tây, 6 tỉnh miền Tây, ngày xưa là gọi là nước Thủy Lạp, Tấn Lạp, Thủy Lạp, hiểu không? Rồi mình rạp vô luôn. Như cái vùng Trà Mã, không phải, vùng Trà Vinh, Sóc Trăng là Khmer. Chính mình về. Cho nên ví dụ đi về miền Tây, vùng Khmer, vùng Sóc Trăng, Trà Vinh là Phật giáo Khmer là chính. Còn Phật giáo Bắc Tông ít hơn. Là do dĩ cư khi nào mới có Phật giáo Bắc Tông người Việt mình. Còn họ vốn là vùng 6 tỉnh miền Tây, vốn là Phật giáo Khmer là chính. Thì chùa Nguyện mà như vậy là hoàn tất. Là thời Lý Trăng mấy vị thấy lúc nào có khái niệm là binh chiếm dẹp tông ha. Binh chiếm là chiếm thành đó. Còn đến thời chùa Nguyện là mở quại, là sáp nhập Trấn Thủy, Thủy Lạp, 3 bản đồ Việt Nam luôn. Và như vậy chúng ta có từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau là vậy. Rồi chuyện khác. Và để ý nói là gì? Phật giáo đi từ trong cuộc tiến trình mở nước đó, Phật giáo đóng góp rất lớn. Đó, mình nghĩ nè.